Xin chào thầy, các bác và anh em. Tiếp đến thì em lại chuyển sang làm chiếc van số X12 hàng mới của chú em ở Cần Thơ, là chiếc ASH Li K9900 Plus. Đây là chiếc van số X12 hàng mới. Và em cũng có cả van X12 hàng mới có cái tên là EK ZC590. Đây là X12 hàng mới em mới nhập về để phục vụ các bác và anh em. Có nhiều các anh em thì cũng hỏi cái dòng van số X12 hàng mới, thì em cũng có cả hàng bãi cả hàng mới. Đây là hàng bãi này, ở đây hàng bãi cũng còn này, đây hàng bãi. X12 hàng bãi em cũng có, và X12 hàng mới thì em cũng nhập về để mà phục vụ theo cái nhu cầu của các anh em. Đây là X12 hàng mới em mới nhập về này, có cái tên là EK ZC590 màu đen. Và đây là hàng mới còn nguyên hộp, còn nguyên hộp. Thì để cho con có sự công bằng ấy, thì em vẫn đánh giá như thế này, là X12 hàng mới được 9 phần và X12 hàng bãi được 10 phần. Nếu mà xét về tổng thể, kể cả phần nhạc, phần mic, phần sub, phần effect, thì X12 hàng mới là được 9 phần, X12 hàng bãi thì được 10 phần. Đổi lại thì các anh em là có một chiếc van số mới tinh, yên tâm về linh kiện mới, tất cả mọi cái đều là nguyên zin và mới. Thế còn X12 bãi thì qua sử dụng. Thì đây là những cái mà em cũng chia sẻ các anh em để các anh em nắm được, là em có cả X12 mới và X12 bãi. Và vấn đề mà đánh giá thì em đánh giá là X12 mới thì được 9 phần so với lại 10 phần của X12 bãi. Và để các anh em thấy được như thế này, là mua X12 mới ở các cái đơn vị khác thì nó như thế nào, và mua của Thanh Hồng thì như thế nào. Thì đây là một chú em Cần Thơ, là khách quen của em, cũng đã gửi cho em chiếc Theta K6e, rất là hài lòng ưng ý. Và bây giờ thì lại gửi chiếc gọi là X12 đi. Tên thì nó rất nhiều tên nhá, các bác có thể là không băn khoăn về cái chuyện là tên nhá. Kể cả như là Siso hay là X5, thế X5 nó cũng rất nhiều tên này, X5 rất nhiều tên, X12 cũng rất nhiều tên khác nhau, Siso cũng rất nhiều tên khác nhau. Cho nên cái tên ấy thì các bác anh em không phải bận tâm nhiều về cái tên. Cái tên là do cái đơn vị nhập hàng bán hàng người ta yêu cầu cái tên thôi. Còn chẳng qua là bây giờ như vậy là test thực tế về cái chất âm. Thì đây là các cấu hình cũ ở trên chiếc van số X12 mới của chị em Cần Thơ. Có các cái tên là Echo 1, Echo 2, dì vợt cộng Echo, Music dì vợt. Thì tí nữa thì em sẽ như thế này, sẽ thử một cái cấu hình mà như vậy là em gọi là làm sơ sơ, để cho các anh em có thể là thấy được là cái cấu hình mà em làm nó như thế nào, để các anh em có thể là nắm bắt được là cùng cái chất âm của em thì nó như thế nào, mua ở đơn vị khác thì nó như thế nào, và như vậy là mua của Thanh Hồng thì nó như thế nào. Thì đây là X12 còn nguyên hộp này, X12 còn nguyên hộp. Thì là như vậy là các anh em mua thì các anh em có thể là liên hệ với em, thì em sẽ có thể là cài đặt cho các anh em những cái cấu hình rất là tốt để cho các anh em có thể sử dụng. Thì em vẫn đánh giá một cách thực chất, tức là như vậy là hàng mới và hàng bãi nó như thế nào. Và em là cái người mà bán cả hàng mới và hàng bãi, thế cho nên rằng là em có thể là so sánh để các anh em có thể nắm bắt được. Thì bây giờ đầu tiên sẽ gọi cái chế độ Echo 1 này ra này, để các anh em nghe nhạc trước đấy nhé, để các anh em nghe nhạc trước xem nó thế nào, để như vậy là các anh em có thể là nghe thử cái chất nhạc ở cái cấu hình cũ ở trên chiếc van số X12 của em Cần Thơ. Thì đây nó là cái phần music đây, một cái phần mà nó em nghĩ rằng là đa phần chung chung ấy, thì là đa phần tăng bass tăng check này, cho nên rằng là khi nghe nhạc ấy là nó bị rối âm, thậm chí là thừa bass thừa check. Rất nhiều chiếc van số mà em nhận được ấy là thừa bass thừa check, thừa bass đây cũng tăng bass tăng check tăng chung này, tăng bass tăng check tăng chung. Đây là phần mic này, phần mic 2, effect này, đây toàn tăng như thế này thôi. Phần main cũng là tăng trung cao và tăng giải check. Những cái vấn đề mà các anh em xem em cắn chỉnh ấy, thì các anh em thấy được rằng là toàn bộ phần music và phần mic ấy, là em đều giảm trầm, trung trầm, giảm trung, giảm trung cao, check thì tăng nhẹ. Nhưng mà đây các bác thấy rằng là
lại tăng cái giải chu cao và tăng chép này, sâu dao, canter này, súp này. Bây giờ sẽ thử nghe nhạc nhé. Bây giờ sẽ thử nghe nhạc ở cấu hình cũ này. Mở to lên để các anh em thấy được này. Nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài, trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Sẽ là đêm đêm cuốn xa xôi biết đâu tìm, mưa thu bay bay vẫn đang chơi ở vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng yên trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn chân con tàu đã sao đành, đêm yêu thương đi đến nơi nào cất đôi tình. Và đây là một chế độ. Tà dương quất trong sương là mỗi lần ngóng chờ, nhìn theo phía trong mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chẳng người ơi, trốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương sáng lên muôn vàn oán hận. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn. Vừa rồi các bác anh em nghe 4 chế độ nhạc cũ và một cái chế độ nhạc của em nhé. Thế còn bây giờ phải phần mic này. Các bác anh em sẽ thấy được cái phần mic ở trên cái chiếc vang số của chúng em Cần Thơ. Để bật mic này. Bây giờ là phần mic nhé. Phần mic thì bây giờ là đây, mic để 30, FX 30 này. Lúc nãy mở nhạc để 60 này. Bây giờ sẽ thử mic nhé, ở chế độ đầu tiên này. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 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
2 này. Để cho 2 này. Một, đây là chế độ số 2 và bây giờ sẽ chuyển chế độ số 3 này. Để cho dì vọt này. Đây là chế độ số 3 là chế độ e cho dì vọt này. Đấy là chế độ 3 nhé. Và bây giờ các bác anh em sẽ nghe thử một cái chế độ của em làm sơ sơ này. Đây là một cái chế độ em làm sơ sơ nhé. Và trên vang số thì làm nhạc, làm súp nó cũng ảnh hưởng đến mic và effect nhé. Cho nên rằng là nó rất là phức tạp khi trên vang số. Thậm chí cái độ lớn đầu vào của music này này, độ lớn đầu vào music này nhá, là nó cũng ảnh hưởng đến cái chất âm của phần mic, phần effect nhá. Đây chế độ em làm sơ sơ này. 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 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
và effect nó không nhiều, nhưng chắc chắn rằng các anh em khi hát ấy, các anh em sẽ dễ hát và nó nhập tâm nhập hồn, bởi vì nó có một cái độ mềm mại chân thật, tình cảm, thì các anh em khi hát ấy, thì nó sẽ là nhập tâm nhập hồn. Còn đôi khi effect nhiều ấy, nó AI nhưng mà lại khó hát và nghe nó ngang tai. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 9 10 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
thì em cũng nhập vang số về bán thì cũng là giới thiệu và phân tích để cho các anh em nắm bắt được là vấn đề mà mua ở chỗ nào, và cái đấy là cái mà rất quan trọng khi các anh em chọn mua vang số.